ngày hôm nay 13 tháng 6 bao gồm những thông tin nổi bật. Trên thế giới, Đại học Washington dự báo đến tháng 10, Mỹ sẽ có 170.000 ca tử vong do COVID-19. Số liệu COVID-19 mới dẫn đến những nghi ngờ về việc xử lý đại dịch của Mexico. Hãng nghiên cứu Regeneron bắt đầu thử nghiệm trên người loại cocktail kháng thể COVID-19. Tại Việt Nam, bệnh nhân số 91 đã có thể sử dụng được điện thoại. 345 công dân hoàn thành cách ly y tế tại Quảng Nam. Việt Nam sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế từ ngày 1 tháng 1. Theo trong các thống kê của Mỹ Worldometer, tính đến 18 giờ ngày 12 tháng 6, thế giới ghi nhận hơn 7,6 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 424.000 người tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là hơn 3.800.000 trường hợp. Hiện dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 215 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới với hơn 2 triệu ca nhiễm và hơn 116.000 ca tử vong. Brazil xếp thứ hai thế giới với hơn 805.600 ca nhiễm, 41.000 ca tử vong. Tại Nga, tổng số ca mắc COVID-19 được ghi nhận là hơn 511.400 ca. Tại Ấn Độ, gần 299.000 ca nhiễm với hơn 8.500 ca tử vong. Các nhà nghiên cứu Đại học Washington ước tính rằng tính đến ngày 1 tháng 10, 170.000 người có thể chết vì COVID-19 tại Mỹ. Hiện tổng số ca nhiễm của Mỹ đã vượt qua 2 triệu khi chính phủ nới lỏng các hạn chế. Theo dự báo của chúng tôi, đến ngày 1 tháng 10 sẽ có khoảng 170.000 người tử vong. Chúng tôi bắt đầu thấy một sự gia tăng mạnh mẽ tỷ lệ tử vong các ca COVID-19 sẽ xuất hiện từ đầu tháng 9. Một số tiểu bang Mỹ đã chứng kiến các trường hợp COVID-19 tăng vọt trong những ngày gần đây. Các chuyên gia lo ngại rằng các nhà chức trách đang nới lỏng các hạn chế quá sớm. Theo một phân tích của Reuters, New Mexico, Utah và Arizona đều là những khu vực chứng kiến số trường hợp tăng 40% trong tuần qua. Florida và Arkansas cũng là những điểm nóng cần quan tâm. Thứ trưởng Bộ Y tế Mexico Hugo López-Gatell cho biết các trường hợp nhiễm COVID-19 tại quốc gia này không giảm và Mexico đã đạt kỷ lục về số ca mắc mới mỗi ngày trong thời gian qua. Một số người dân cho biết kế hoạch của chính phủ đã thất bại và nền kinh tế không nên mở cửa trở lại trong nước này. Hiện tổng số ca nhiễm COVID-19 của Mexico vượt hơn 129.000 ca và hơn 15.300 ca tử vong. Khủng hoảng COVID-19 tại Mỹ Latin đã đạt đến một cột mốc mới nghiệt ngã hơn, với tổng số người chết vượt hơn 70.000 người. Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định rằng châu Mỹ Latin là điểm nóng mới của đại dịch. 24 giờ qua, Argentina đã xác nhận có hơn 1.000 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Tỷ lệ nhiễm tiếp tục gia tăng chỉ sau vài ngày khi nước này mở rộng các biện pháp phong tỏa ở thủ đô Buenos Aires, thành phố lớn nhất và cũng là tâm dịch. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm, hàng trăm người dân đã ra ngoài để tập thể dục ở thành phố Buenos Aires. Để tránh tập trung đông đúc hơn, chính quyền thành phố đã đóng cửa các dịch vụ, phương tiện xung quanh công viên vào ban đêm. Hiện tổng số ca nhiễm COVID-19 của Argentina là hơn 24.700 trường hợp, trong đó hơn 700 trường hợp tử vong kể từ khi dịch bệnh bắt đầu vào đầu tháng 3. Regeneron Enterprises vừa cho biết họ đã bắt đầu thử nghiệm loại cocktail kháng thể trên người, một phương pháp điều trị cho COVID-19. Thử nghiệm có thiết kế thích ứng và có thể nhanh chóng thực hiện từ hàng chục bệnh nhân chuyển sang con số hàng ngàn người. Đây không phải là một hy vọng xa vời trong tương lai. Chúng tôi đã thông báo rằng chúng tôi điều trị cho bệnh nhân đầu tiên của mình bằng loại cocktail này và chúng tôi đang đẩy mạnh nhanh quá trình với hy vọng trong tương lai không xa, phương pháp này sẽ tạo ra sự khác biệt. Nếu việc thử nghiệm diễn ra tốt đẹp, ứng dụng rộng rãi loại kháng thể này có thể bắt đầu vào cuối mùa hè. Kháng thể kép được gọi là REGEN-COV2 đang được so sánh với điều trị bằng giải dược ở bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Và bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhưng không đủ điều kiện để nhập viện. Regeneron cũng có kế hoạch nghiên cứu REGEN-COV2 để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm ở những người có nguy cơ bị phơi nhiễm cao, chẳng hạn như nhân viên y tế và ở những người không bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc gần với người đã dương tính với virus. Cocktail của Regeneron chứa một kháng thể do công ty sản xuất và một loại thứ hai được phân lập từ những người đã hồi phục từ COVID-19. Bệnh nhân thử nghiệm sẽ được truyền tĩnh mạch REGEN-COV2 trong các phân đoạn phòng ngừa của nghiên cứu. Những người tham gia sẽ được tiêm liều nhỏ dưới da. Các nhà điều trị sẽ đo tải lượng virus của bệnh nhân và theo dõi các triệu chứng. Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Bolivia, anh Luis Fernando Ortiz, 37 tuổi, một người được đào tạo tại trường đại học Harvard, đã rời bỏ công việc quản lý đại lý giao nhận hàng hóa lớn nhất của đất nước để gia nhập vào lữ đoàn tạm biệt, nhóm tình nguyện viên tìm kiếm và an táng những thi thể người chết vì COVID-19 nhưng do gia đình quá nghèo không có tiền chôn cất.
Các lữ đoàn phối hợp với những người thân của nạn nhân, cảnh sát và sau đó vận chuyển đến nghĩa trang gần nhất để an táng. Họ cũng đã thiết kế những chiếc quan tài thô sơ được làm từ bìa cứng màu trắng với một tấm bìa cứng đi kèm được dán trên đầu để tặng cho các gia đình nghèo. Tại các khu chôn cất, máy ủi và xúc đất phải làm thêm giờ để đáp ứng đủ nhu cầu về những ngôi mộ mới. Ở thành phố nơi anh Otis sinh sống là Santa Cruz, một bãi cỏ xanh rợp bóng cây cọ, nơi người thân thường tụ tập sau các đám tang đã được đào lên để nhường chỗ cho một ngôi mộ tập thể. Chỉ riêng trong tuần này, chúng tôi đã an táng 13 thi thể. Chính quyền cho biết sẽ có nhiều ca nhiễm hơn và vì vậy sẽ có thêm nhiều ca tử vong trong những tuần tới. Hiện Bolivia có hơn 14.600 ca nhiễm COVID-19 và gần 500 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, đây là một trong những quốc gia có số lượng xét nghiệm COVID-19 ít nhất đang được thực hiện. Các chuyên gia y tế cho biết con số thực sự những người nhiễm bệnh có thể cao hơn nhiều lần. Thành viên của các lữ đoàn tạm biệt là những người được một tổ chức từ thiện tài trợ cho đi học tại các trường đại học ở Mỹ hoặc châu Âu. Nhiều người trong số họ hiện là giám đốc điều hành cấp cao như Otis. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết một số vùng của đất nước này đã không còn xuất hiện các ca nhiễm COVID-19. Ông cũng cho biết thêm trong tháng 7 tới đây, nước này sẽ nới lỏng hơn nữa các hạn chế và bắt đầu các kế hoạch thử nghiệm để cho phép sinh viên nước ngoài quay trở lại Úc. Giáo dục quốc tế là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ tư của Úc, mang lại cho nước này nguồn thu 38 tỷ đô la Úc, tương đương với 26 tỷ đô la Mỹ hàng năm. Morrison ngày càng thất vọng vì sự miễn cưỡng của một số quốc gia trong việc mở lại biên giới, và ông nói nếu điều này tiếp diễn, việc khởi động lại giáo dục quốc tế sẽ bị trì hoãn. Con đường dỡ bỏ các biện pháp hạn chế vì virus corona của Úc đã trở nên phức tạp hơn bởi các cuộc biểu tình ủng hộ phong trào Black Lives Matter. Ông Morrison đã nói rằng các cuộc tụ họp biểu tình vào cuối tuần trước đã thu hút hàng chục ngàn người tham gia, làm trì hoãn quá trình này. Tin tức tại Việt Nam, thêm một ca nhiễm mới được ghi nhận vào tối ngày hôm qua 12 tháng 6, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam lên 333 ca. Cụ thể, bệnh nhân 333 là nam, sống tại thành phố Vũng Tàu. Bệnh nhân là thuyền viên trên tàu thủy Pacific Vũng Tàu hoạt động tại Malaysia. Ngày 30 tháng 5, bệnh nhân từ Malaysia nhập cảnh cảng Vũng Tàu và ngay sau đó được chuyển đến khu cách ly tập trung. Hiện bệnh nhân đang được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa. Như vậy, tới đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 333 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 321 trên 333 bệnh nhân đã được chữa khỏi, 12 bệnh nhân đang được điều trị. Trong đó, chỉ có một bệnh nhân nặng là bệnh nhân số 91, nam phi công người Anh, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến chiều ngày 12 tháng 6, tình trạng bệnh nhân tiếp tục có tiến triển tốt, thời gian bỏ máy tập thở đã được dài hơn. Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau một tuần cai ECMO, sức khỏe bệnh nhân số 91 phi công người Anh đã tốt lên từng ngày, nhiễm trùng ở phổi đã âm tính, hiện bệnh nhân đang trong tình trạng tỉnh táo, có thể nhớ được mật khẩu và sử dụng được điện thoại iPad của mình. Trong 2 ngày qua, bệnh nhân 91 phi công người Anh đã được tập bỏ máy thở ngắt quãng và thời gian bỏ máy thở đang tăng dần, bệnh nhân không còn sốt. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân hiện tại có thể nhớ cả mật khẩu của điện thoại và iPad của mình, vận động hai chi trên dần phục hồi về mức bình thường, có thể cầm bút viết lên bảng và sử dụng được điện thoại. Sức cơ hai chân cũng cải thiện 3/5. Bệnh nhân cũng có thể ngồi được trên xe lăn với sự trợ giúp của nhân viên y tế để phơi nắng mỗi sáng. Theo kế hoạch điều trị tiếp theo, bệnh nhân sẽ được ngừng kháng sinh khi đã đủ liều, tiếp tục dinh dưỡng đầy đủ, tập vận động phục hồi chức năng tích cực, phòng ngừa các nguy cơ nhiễm trùng mới. Ngoài ra sẽ có đánh giá việc rút cannula mở khí quản sau khi đã bỏ được máy thở để bệnh nhân có thể giao tiếp trở lại bằng lời nói. Với sự tiến bộ hiện tại của bệnh nhân, có thể thời gian cần cho việc bỏ hoàn toàn được máy thở sẽ ngắn hơn như đã tiên lượng trước đó. Sáng ngày 12 tháng 6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã trao giấy chứng nhận cho 345 công dân, trong đó có hơn 240 phụ nữ mang thai đã hoàn thành cách ly giám sát y tế. Đây là các công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan, Trung Quốc, được tổ chức cách ly y tế từ ngày 29 tháng 5 đến nay. Thời điểm hoàn thành cách ly, kết quả hai lần xét nghiệm của các công dân đều xác định âm tính với SARS-CoV-2. Trong thời gian cách ly, tỉnh Quảng Nam đã đảm bảo các điều kiện thiết yếu một cách tốt nhất để bà con yên tâm chung tay phòng dịch. Tất cả 345 công dân đều có sức khỏe tốt. Sau khi tiễn các công dân về địa phương, cơ sở cách ly khu vực 1 thuộc trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 5 đã tổ chức vệ sinh môi trường, bổ sung hậu cần để sẵn sàng tiếp nhận các đợt cách ly tập trung tiếp theo. Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 11 tháng 6, thông tin về 22 công dân Việt Nam đang mắc kẹt tại Nepal do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã cập nhật thông tin với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal. Thời gian qua, do các quy định hạn chế xuất nhập cảnh quá cảnh của nước sở tại, cũng như các quốc gia khác trong khu vực, những công dân này chưa thể trở về Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đã chủ động liên hệ phối hợp với lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Kathmandu, thủ đô của Nepal và Hội người Việt Nam tại Nepal, thường xuyên giữ liên hệ với các công dân, hỏi thăm nắm tình hình, liên hệ hỗ trợ công dân tìm nơi cư trú và lưu ý các công dân phải thực hiện nghiêm túc các quy định của nước sở tại.
Hiện nay, Đại sứ quán đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở trong nước, cũng như tích cực làm việc với các cơ quan chức năng của Nepal, Ấn Độ, Bangladesh để thu xếp sớm đưa các công dân này về nước, đáp ứng các nguyện vọng của công dân theo thực tế sở tại và năng lực cách ly ở trong nước. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang có nhiều diễn biến phức tạp, tại Việt Nam đã có hiện tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới bằng khu vực đường mòn, đường rừng để trốn việc cách ly theo quy định. Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ đội Biên phòng vẫn đang tích cực ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép này. Theo thông báo từ hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, gửi các đại lý phòng vé, hãng sẽ khai thác quốc tế trở lại vào ngày 1 tháng 7, với nhiều điểm đến tại Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Đông Nam Á. Vietnam Airlines là hãng bay đầu tiên công bố kế hoạch khai thác đường bay quốc tế trở lại sau thời gian tạm dừng vì COVID-19. Các chặng bay quốc tế đầu tiên mà Vietnam Airlines khai thác trở lại sẽ nối Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tới các điểm đến trong khu vực như Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, Lào và Campuchia. Cụ thể như với đường bay Hàn Quốc, Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại các chặng Thành phố Hồ Chí Minh Seoul 7 chuyến một tuần, Hà Nội Seoul 7 chuyến một tuần, Thành phố Hồ Chí Minh Busan 3 chuyến một tuần và Hà Nội Busan 4 chuyến một tuần. Các đường bay Đông Nam Á cũng được Vietnam Airlines lên kế hoạch khai thác trở lại trong tháng 7. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nhiều thông tin mới ở các bản tin tiếp theo. Mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi.